Em chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục về thêm JBLX tập lớn anh em ơi. Và phiên bản này quá là cháy rồi, hiện tại thì bên em đang có chương trình khuyến mại đặc biệt và giảm sâu nhất cho anh em với JBLX tập lớn dưới mức giá chỉ còn 1.250.000 đồng một thôi. Và anh em đã có ngay cho mình một con vang cơ lái số rất là chất lượng rồi, đầy đủ tính năng từ echo, từ reverb sẽ hỗ trợ cho anh em có một giọng hát đỉnh tốt hơn với vang cơ lái số JBLX tập lớn phiên bản mới nhất bên em. Và nếu như các anh em đang cần có một con vang cơ lái số chất lượng như này, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336. Chúc anh em nhận hàng lưu ý với bộ sản phẩm này nhá. Ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm chi tiết hình thức giao diện và tính chất âm thanh cũng như là các tính năng cơ bản của JBLX tập lớp nào. Đầu tiên là về mặt giao diện, anh em được nhìn thấy trên này phiên bản màu đen cho anh em dễ phối đồ đúng không ạ, đầy đủ các tính năng để các anh em có thể trải nghiệm căn chỉnh dễ dàng nhất, thao tác bằng cách là chúng ta vặn các phím cơ thôi, rất là đơn giản. Có mặt màn hình LCD ở đây cũng sẽ hiển thị chức năng thông số cơ bản cho anh em chúng ta chỉnh, chúng ta căn chỉnh các tính năng nó sẽ hiển thị hết trên cái mặt màn hình này nhá. Có các đường kết nối lấy nhạc như là USB, đường cổng quang, đường Bluetooth 5.0, đường AUX cho anh em lấy nhạc từ TV, máy tính hoặc điện thoại di động, chỉ cần nhấn input chúng ta chuyển cổng thôi. Thêm tính năng đó là voucher để anh em đi làm sự kiện, chúng ta làm MC, khi chúng ta alo thì tự động cái tiếng nhạc sẽ giảm dần. Đây là một cái tính năng rất là đặc biệt cho anh em đi làm sự kiện là đám cưới hay là chúng ta làm phòng họp, rất đơn giản. Chúng ta cần nhấn cho em nút voucher và chúng ta bật chế độ on. Còn những em mà sử dụng ở chơi phòng hát gia đình thì chúng ta không nên sử dụng tính năng này, bởi vì khi chúng ta alo thì đồng nghĩa việc là tiếng nhạc sẽ giảm dần đi, nên là chúng ta sẽ không được cải thiện cũng như là không được trải nghiệm thành tốt nhất khi chúng ta bật tính năng voucher nếu như chúng ta hát karaoke gia đình. Và với các tính năng dễ dàng nhất cho anh em người dùng chắc chắn phải kể đến đó chính là âm lượng tổng 3 phím ở đây, âm lượng mic, echo vang nhạc, âm lượng tổng nhạc. 3 phím này thì chúng ta cần vặn theo múi kim đồng hồ thôi, cực kỳ đơn giản dễ sử dụng. Còn ngoài ra bên góc tay phải màn hình sẽ là 16 tính năng để làm hỗ trợ căn chỉnh khi bác em nhận hàng về. Thế nên là phần lớn những anh em mà chưa biết cách sử dụng thì các bác chỉ cần vặn cho em 3 phím volume chức năng ở đây thôi là chúng ta đã có thể trải nghiệm rồi. Còn 16 tính năng sẽ là gì ạ? Bao gồm echo, delay 2 cổng NR và repeat. Reverb sẽ có bao gồm reverb time và reverb âm lượng tổng, có thêm cắt tần số reverb nữa. Effect EQ sẽ bao gồm hai dải, đó là dải bass chép hỗ trợ cho anh em có một giọng hát nhẹ nhàng hơn, echo ngọt ngọt hơn anh em nhé. Thêm nữa là các dải bass mic chép phần mic, bass mic chép phần nhạc, thì chịu cắt súp nữa. Quá nhiều tính năng có trên JBLX Tap Plus mà anh em lên trải nghiệm các bác, thấy không ạ? Và đây là toàn bộ thiết kế mặt sau, em cũng quay luôn cho anh em với lô hàng mới lại cùng các anh em xem lại về thiết kế mặt sau để chúng ta ghép nối phòng hát dừng một cách đơn giản này. Các bác được nhìn thấy ở đây thì sẽ có hai cổng ca lông súp để anh em có thể sử dụng súp, tức là chúng ta có thể sử dụng hai đầu cổng ca lông trên một con vang. Và tiếp theo nữa là anh em có thể sử dụng cổng RR, hai cái cổng rất là quan trọng để chúng ta ghép nối với bất kỳ một thiết bị nào. Chúng ta ghép nối âm ni, cục đẩy, đẩy nền vang, thậm chí ghép loa kéo đều được cả với hai cổng RR ở đây nhá. Thêm chế độ súp bằng dãy hoa sen, tín hiệu hoa sen, và thêm tính năng red out nữa, một tính năng rất là hay và đặc biệt cho anh em sử dụng tính năng hát live stream. Đấy, rất nhiều anh em hỏi em về tính năng này và JBLX Tap Plus có tính năng red out cho anh em nhá. Đầy đủ các đường kết nối cho anh em, bộ sử dụng anten Bluetooth này, đường cổng quang, cổng coaxial này, đường AUX này. Có hai cổng cắm mic ở phía mặt sau để anh em sử dụng mic dây hoặc là mic không dây, rất nhiều tính năng phải không ạ? Và chắc chắn rồi, chúng ta phải trải nghiệm âm thanh thì mới biết được cái dòng sản phẩm này 1.250.000 đồng liệu có xứng đáng cho anh em bỏ ra những cái đồng tiền như vậy để chúng ta chơi và ghép ngay phòng hát gia đình hay không. Ngay bây giờ thì cùng với em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9
tính năng thì vượt sắc nét, và em thấy là cái giọng echo này rất là trầm và ấm nhá. Và khi mà chúng ta trải nghiệm âm thanh ấy, thì chúng ta cần có cái chế độ echo ấm như thế, ngọt ngào lại còn ấm tiếng nữa, hỗ trợ việc chúng ta hát phòng hát gia đình một cách ngọt hơn, dễ dàng hơn. Khi JBL phục vụ cho anh em vào phòng hát gia đình thì em sẽ tự tin là dòng sản phẩm này mang đến cho anh em một giải pháp âm thanh hiệu quả nhất cho mọi phòng hát. Và anh em nào đang cần một con vang cơ đại số chất lượng như này và giá thành rẻ trong thời điểm tại nữa, 1.250.000 đồng, hãy đến với Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 và em sẽ mang đến cho anh em trải nghiệm âm thanh phòng hát tuyệt tốt nhất với phiên bản vang cơ đại số hàng nhập khẩu JBL S8 Plus bảo hành tới 1 năm. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây, là tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.